bà coi bà kiểm tra đi. Ba không hiểu cái này đâu. Con đòi tiền ba làm cái gì? Ba ơi, sống không có tiền sao sống ba? Cương vừa mới đòi 20 kìa. Anh Cương đúng rồi, 20 triệu đó là 773 người là của ảnh đó. Đang của ảnh qua, còn của con mình con đăng ký nè. 1 triệu. Người không hiểu quá anh. Tưởng làm YouTube là kiếm tiền không, nhưng mà có tiền nhiều lắm. Đúng tiền thiệt. Phải đóng tiền hạ tầng được cho nó đó. Làm cái chỗ YouTube nó đặt bên Mỹ á. Đó. Đó mình giống như là cái kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay là ba Tấn Hoàng là quay ngày cuối. Ủa sao kỳ vậy ta? Trời, nó lên nhanh giả mang luôn á ba. Đây nè thưa quý vị, đây là kênh của nghệ sĩ Tấn Hoàng nè quý vị. Trời, ba Tấn Hoàng mới vừa làm cho vừa up clip luôn ngày hôm nay luôn mà được 773, nãy con coi là mới có 676 mà trong vòng mấy giây thôi nó lên 773 rồi. Bây giờ con bấm một cái nữa nè, 774 người đăng ký, bà coi bà kiểm tra đi. Ba không hiểu cái này đâu. 1 triệu. Con đòi tiền ba làm cái gì? Ba ơi, sống không có tiền sao sống ba? Cương vừa mới đòi 20 kìa. Anh Cương đúng rồi, 20 triệu đó là 773 người là của ảnh đó. Đang của ảnh qua, còn của con mình con đăng ký nè. 1 triệu. Người không hiểu quá anh. Tưởng làm YouTube là kiếm tiền không, nhưng mà có tiền nhiều lắm. Đúng tiền thiệt. Phải đóng tiền hạ tầng được cho nó đó. Làm cái chỗ YouTube nó đặt bên Mỹ á. Đó, mình giống như là cái khu công nghiệp. Trời ơi, mình đừng có nói chuyện mấy vốn cũng mệt lắm. Là giống như nó chạy á. Nó nói tiền mà. Mình phải thuê một miếng đất trên đó. Trời ơi. Mà thấy không, con vừa đăng ký cái vừa lên 779 rồi nè. Ôi, ghê vậy. Nhân ghê không? 1 triệu xứng đáng thôi. Không hiểu đăng ký là cái gì ta, không hiểu. Đăng ký là ví dụ như ba có một cái kênh rồi đó. Trời ơi, sao không hiểu được, anh đi đăng ký kết hôn đó, đó. Thì đúng rồi, giờ con đăng ký ba giống như đăng ký cái hôn ba vậy đó. Ê lộn. Cái người mà bấm vô đăng ký qua ba nó vậy thôi hả? Bây giờ ba không trả 1 triệu con hủy đăng ký liền nè. Đang hỏi này mà con nói gì đâu không mà. Đăng ký là cái người coi là nhảy vô là đăng ký. Dạ đúng rồi ba. 781 rồi nè, nó lên như diều gặp gió luôn. Chị, nó lên bèo bèo luôn chị. Trời ơi, nãy giờ trong vòng mấy giây thôi lên mấy chục người rồi nè. Để quay clip nói khán giả con đăng ký từ từ thôi. Thôi. Khán giả thấy tội nghiệp Khương Dừa quá, Khương Dừa sống tốt quá, khán giả mới khen kìa. Đăng ký nhanh quá, khán giả anh Hoàng ngọt. Chú comment cho giả khen. Nhưng mà thật ra con không muốn lấy tiền đâu, sư phụ Khương Dừa biểu lấy đi. Sư phụ Khương Dừa kêu là lấy 1 triệu đi, chứ cũng rẻ rồi đó. Tại vì mỗi kênh khác nhau, kênh nhỏ là 1 triệu, và kênh bé này tháng là phải đóng 10 triệu cho YouTube. 10 triệu đó, có tháng này em đóng 15 triệu cho anh luôn á. 15 triệu đúng luôn á. Mỗi tháng là mình phải đóng tiền vô gửi cho anh Cương, anh Cương gửi qua anh Mỹ. Thôi, bầu diễn viên nha. Rồi, quay. Đi luôn hả, quay hả? Quay. Gì con? Rồi, chúc mừng ba nha, trong nhà mới vừa làm kênh thôi mà đã lên được 785 người đăng ký rồi quý vị. Mọi người chỉ cần search nghệ sĩ Tấn Hoàng thôi. Là tấm hình có ba cầm cái mic thôi. Là nó sẽ ra. Và ai yêu thương ba thì ủng hộ cho ba nha. Mỗi người là một cái đăng ký là được 1 triệu. Và 1 triệu tìm anh Cương chứ đừng tìm ba. Ba không có tiền cả. Anh Cương gửi qua bên YouTuber bên nước ngoài á. Rồi kêu người ta gửi tiền về trả lại cho khán giả. Ba ok không? Ok. Mà ba đóng lấy cái hàng mà lên 1.000 sập là anh phải đi qua Singapore. Ui, hợp mà. Để người ta phổ biến cái nội dung để làm đó. Dạ, qua anh kia. Đi qua kia luôn. Thôi lát anh đi luôn, trao đổi luôn lại nha. Đi luôn, đi ra ngoài. Ra ngoài luôn. Ra ngoài đi vô. Không. Qua ly đâu? Đây là ngày hôm nay đáng lẽ ba Hoàng hết chai rồi. Ba Hoàng còn sót một con bạn, ba Hoàng vẫn phải ưu tiên con gái ba Hoàng lên. Đó, ba ơi. Ba cứ bứt rứt mà ba nó phải lên mới được. Tìm cách ba chạy lên quay. Vì khi một phân đoạn nó không đáng, một hạt sạn mà nó làm được cái phim nó không được hay á. Dạ, cái này là lỗi bên tụi con. Lỗi bên tụi con bị sót cho nên là lỗi của cô chủ nhà, tại vì mày còn đi ăn đám cưới. Lãng không, cái đó mày mới lãng. Ủa vậy hả? Vậy hả? Quên. Ủa chưa ai chỉnh tóc em luôn trời. À thấy đẹp trai không ba? Trời ơi, tôi vừa nó đẹp trai không kìa. Dạ con chứ hỏi ba là con đẹp trai không? Quá đẹp luôn. Rồi, quá đẹp thì hủy con. Trai ôm nhau bình thường. Nếu mà con mà con trai nó là kỳ lắm đó nha con. Chúc mừng ba gần 800 người rồi. Lên ngàn rồi trời ơi. Nhanh như vậy. Chết rồi, chết tôi rồi. Một clip đăng ký làm nó đâu chỉ đâu. Đăng ký 792 người đăng ký nè, chị Triệu đã đăng ký nè. Quay xong cảnh này lên ngàn rồi. Quý vị khán giả ủng hộ ba nghệ sĩ Tấn Hoàng nha mọi người. Ủng hộ ba nha. Đó, đây cũng là một trong những cái cách mà để Trâm cảm ơn ba thời gian qua đã ủng hộ cũng như là quay phim giùm cho Trâm.
Dạ. Bà nói gì đi, bà làm YouTube còn bao nhiêu là chết rồi. Làm á, làm YouTube là phải nói, phải làm liền. Và khi anh có kênh là anh phải chăm sóc, anh phải có cái nội dung cho quý ông bà. Ba phải cho nó, ba phải cho, ba tưới nước cho nó, ba cho nó ăn rồi nữa. Còn không mấy là YouTube sẽ bắt anh về tội là bỏ quan YouTube. Hù hoài à. Thiệt chứ. Hồi xưa không đâu hù gì đâu mà. Gặp sư phụ riết hù hù bắt nước ghẹ luôn á. Vừa có hù người lớn tuổi hoài. Nãy giờ ghẹo với quý vị khán giả. Chủ yếu là muốn mọi người ủng hộ ba thôi. Ba dễ thương lắm. Rồi sắp tới quý vị nhớ coi chương trình Ký ức vui vẻ có hai cha con mình xuất hiện. Đây này này. Có nhiều người làm YouTube mà bán nhà luôn chứ anh. Trời ơi. Bán nhà để mua nhà mới. Vậy nhà đâu tôi bán. Thôi. Đây là ngày quay. Anh tối nay up clip này lên cho ba luôn nha anh. Ok không ba? Tên là nghệ sĩ Tấn Hoàng nha bà con cô bác. Dạ. Khi mà bà con bác biết sao, khi mà Khương vừa chia sẻ một cái clip nào làm cho quý anh chị nghệ sĩ nào á, Khương vừa chia sẻ kênh, giống như hồi Khương vừa làm cái kênh của anh đạo diễn Minh Mấm, cái Khương vừa lên chia sẻ là kênh đạo diễn Minh Mấm hoặc là kênh của chị Nhung Nhớ Miền Tây, xong cái là một lát mấy chục kênh làm giả luôn, kênh anh cũng đang có làm giả luôn, cho nên anh phải lâu lâu anh phải đăng lên clip của anh lên, ta sẽ làm giả nhiều lắm, ta làm giả cái này không có, nó không có giả thật, thật giả được. Ủa anh, mình không đánh bản quyền được anh? Không đánh được. Tại vì các bạn nhiều khi các bạn chỉ lấy hình ảnh này kia rồi cực lắm. Người là tạo kênh giả vậy là nhiều khi lấy cái clip của anh tẩy về để up luôn á. Thiệt, nhưng mà khi mà làm lâu á, làm về lâu về dài cái clip anh là nhiều lên, các bạn không thể ăn cắp được nữa. Cho nên anh đừng ngỡ ngàng, đừng có nhiều khi anh chăm, anh đang chăm sóc lộn kênh nhé. Cái kênh nhà chị Tấn Hoàng thấy lên kênh kia. Lấy không có. Bạn. Ba Hoàng á, tưởng cái kênh giả là kênh của ba, xong vô trả lời cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn chị, cảm ơn anh, trời em vui quá, vô trả lời khí tế luôn, phát hiện ra kênh giả, còn kênh của mình bỏ hoang đó. Ba bị như vậy là ba bị bên YouTuber là người ta phạt tiền cuối cùng lộn kênh mà ai chứ ba em nghi lộn dễ lộn lắm nha, người yêu ba còn lộn mà khán giả thấy không, cuối đời gặp đứa con gái nuôi nó vậy đó, nói là gái nuôi thật ra nó nuôi tôi nè, bây giờ nó nuôi tôi rồi nè, tôi đâu có nuôi nó đâu. Trời, cảm ơn con, cảm ơn con vừa nhiều, cảm ơn con gái. Rồi quay. Tập cái quay nè. Rồi tập. Anh đi trước phải không? Dạ, dạ. Anh đi trước. Đây nè. Phượng ơi, Phượng. Lâm ơi, có bạn kiếm là con. Dạ.